Dạ, em Tú Oro Sài Gòn kính chào anh em. Làm giới thiệu anh em một cặp boot shoe rất là huyền thoại của hãng Onkyo, đó là cặp D42 EX. Đây là một cái dòng boot shoe dòng thế hệ mới của dòng của hãng Onkyo ha. Thì đây là phần lưới y căng này. Đây phần lưới y căng nó là căng vải xám ha. Đẹp keng. Tem mác logo đầy đủ nè, tem mới keng. Anh em thấy cái chất lưới nè. Còn đây là phần khung phía bên trong ha. Một cặp này về hiện trạng là đẹp thiếu cái thùng xốp rồi nè. Đây là một cái cặp boot shoe Nhật cực kỳ chất ha. Đây là dòng gọi là dòng high end thế hệ sau này của hãng Onkyo. Thì cặp này được hãng sản xuất vào năm 2009 ha. Thì nó có kích thước thùng ngang qua là 22, cao lên là 35 và hậu sâu qua là 33 ha. Và là nặng là 10,2 kg trên mỗi một thân thùng. Đấy. Và là nó sử dụng một cái bát 16 cm và một chép gọi là chép quả tiễn ha, hay là anh em hay gọi là chép trái khế đó, và một cái mũi nhôm cao cấp và một cái màng trắng ha. Nó là gân gân vải ship anh em ha, chứ không phải là gân vải tắm dầu ha. Nó là gân vải ship rất là mềm. Rồi thì đây phần thiết kế phía trước này, anh em thấy nó có một cái lỗ thông hơi phía trước nè. Đấy. Rồi về phần mặt lo anh em xem, mới keng cặp này về chỉ có thiếu cái thùng xốp để bỏ vô thôi. Rồi bây giờ chi tiết từng cái một anh em ha. Mới keng luôn. Màng nó cũng là màng bằng vải ha, bằng vải màu trắng nè. Đấy. Rồi, chiếc bên tay phải nè. Thì thùng phần phía trên được sơn bóng Biono. Đây, thùng phía trên được sơn bóng ha. Và hai má gỗ được ốp gỗ, gỗ lạng ha. Và được hãng sơn bóng Biono luôn. Đây. Hậu sâu vào là 33 anh em ha. Với đây là vừa là để chân và vừa là để lỗ thoát hơi nè. Đấy. Cái phía bên này. Cặp này phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Các em thấy không? Đây, còn bóng nè. Cặp này chất âm rất là hay, phù hợp cho anh em nghe những thể loại nhạc mới ha. Tìm lấy nét rồi. Đây. Không có trầy trụi hết anh em ha. Nhìn cái chất gỗ nè, nó rất là đẹp. Đây. Phần phía sau. Đây. Mới keng. Cặp này em thiếu cái thùng xốp để bỏ vô thôi nè. Đây Onkyo nè. D42 EX nè. Power mat 200W kháng trở là 4 ohm ha. Và series nè. Những cái dòng thế hệ mới sau này đều sản xuất tại China anh em ha. Giống như những cái dòng TIT nè, hoặc là những cái dòng GVC, những cái dòng chuyên về những cái dòng loa Bosel high end, hoặc là những cái loa vàng high end đều sản xuất tại China anh em ha. Sorry 4034 nè. Và này cũng vậy, 4034 ha. Anh em nhìn cái chất nè, nét căng luôn. Còn phía trên bóng lừ. Nói chung là mấy dòng này em cũng ít làm lắm, tại thấy cái cặp này giá cũng hợp lý với cái độ đẹp nó quá đẹp luôn, quá xuất sắc. Cặp này anh em vừa chơi hay vừa bài đẹp ha, trong cái tầm giá là 16,5 triệu anh em ha. Thì những cái cặp này có thể nhiều anh em chưa biết vì sao nó mắc như vậy, vì đây là những cái dòng rất là cao cấp của hãng Onkyo ha. Ngày qua về em có đăng Zalo, anh nói sao cái cặp này mà mắc hơn anh D500 vậy. Anh tính từ số, cái này 42 và cái kia D500 mà sao cặp này lại mắc hơn. Đồ âm thanh thì không có tính theo số được anh em ha. Đây. Này anh em chỉ cần một cái âm ly, thí dụ như anh em có thể kết hợp với những cái âm ly nhỏ của những cái hãng Onkyo này, hoặc là anh em kết hợp với những cái dòng âm ly Denon, Sansui và những cái dòng âm ly châu Âu đánh cũng rất là tốt, vì cái cặp này rất là dễ đánh và nó cho tiếng bass, tiếng chép rất là tuyệt vời luôn.
đây anh em thấy cái mũi nè, đây đó là cái mũi nhôm ha, mũi nhôm để nó định hướng cho tạo cái tiếng tiếng mít ra được trong và được chuẩn hơn. Rồi bây giờ em sẽ gắn dây và em test cho các anh em nghe ha, vì lo không có gì điểm nào mà để trừ cả, lo là mới can không. Anh em nhìn cái lưới là biết mới dữ lắm. Rồi bây giờ em gắn dây và em test. Dạ thì em đã kết nối chung với chiếc em ly X13 La Mã Liên Miễn Tịch ha, và qua nhạc TDP xuống qua đầu giải mã BMC mới vừa clip ha. Dạ rồi mời anh em nghe đoạn nhạc ha. Troubles with sharing, trouble you with that dress that's as black as my heart on this train. Troubles with sharing. Trouble you with those lips that's as red as the blood in my veins. Trouble you know it. Nghe tiếp đoạn khác. Chiều mưa không có em, bờ đá không viên âm thầm. Chiều mưa không có em, sông mắc mây không buồn trôi. Gọi mùa thu lãng quên, vào tiếng mưa rơi êm đềm. Trời còn mưa ướt cho dài ngày tháng không tên. Chiều mưa không có em, đường phố quên chưa lên đèn. Chiều mưa không có em, biết lấy ai chia hơn tôi. Trời mùa thu lắm mây, còn bước em đi quên về. Vòng tay ôm lẻ loi, cho mình còn mãi thương nhau. Chậm lặng người đi qua trên đường phố rét mưa, dấu chân chưa tìm về. Chút kỷ niệm ngày đầu, để từng mùa thu đến, ra đi không mang tin, nỡ quên đi đành sao. Kể từ em vắng xa, ngày tháng bơ vơ quên. Bên test đầu đoạn nhạc cũ quá.
phê luôn. Test ra một đoạn thể hiện tiếng bass của nó anh em ha, tiếng bass cực kỳ mạnh và rất là uy lực. Rồi mà anh em nghe một đoạn nha. Trời đã khuya rồi đây, trăng chênh chênh xuyên ánh qua tuyệt vời cho cặp Onkyo. Rồi em cũng xin kết thúc clip và giá là 16.500.000 em bao ship toàn quốc cho cặp Onkyo 42 EX, rất là kèn và chắc là tuyệt vời luôn. Rồi em xin cảm ơn em.